Tháng 11 này vào chơi liên quân, bơi trong cả biển qua. Trong biển qua này có những gì? Rất nhiều tướng và trang phục miễn phí. Tài khoản Phút Ngọc, tài khoản Phút Tướng, Phút Ngọc và cả một trang phục chưa từng ra mắt, VIP Thỏ Siêu Quân, cùng rất nhiều phần quà đặc biệt giá trị khác như xe đạp điện phong cách, iPhone XS Max phiên bản đặc biệt siêu chất, xe máy Yamaha G15 cực ngầu. Chưa hết, Sony Smart TV 49 inch dành cho những thợ lặn giỏi nhất của Bình Nguyên vô tận. Còn chần chừ gì nữa, các kiện tướng hãy vào ngay biển quà sinh nhật 2 tuổi của Liên Quân Mobile và tìm món quà cho mình nhé. Chi tiết sự kiện xem tại liênquân.garena.vn. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.